Thì Diệm Loan nhớ hôm nọ ở sự kiện là chị có ra mắt ha cái công nghệ laser Picosu Pro. Em thì có dịp được trò chuyện cùng với các bác sĩ rất là nhiều rồi, được nghe các bác sĩ chia sẻ cũng rất là chi tiết rồi. Nhưng mà vừa được nghe chia sẻ, vừa bản thân mình phải trải nghiệm thử. Yeah. Lần này để em xem. Lần này mời em lên. Bản thân của em sẽ bị thuyết phục đến cái mức như thế nào. Dạ, thôi bây giờ Loan bắt đầu làm thử quý vị nha. Da của Loan là em có khá nhiều những cái đốm nâu với cái tàn nhang ở trên mặt á. Nguyên nhân là chắc do mình đi nắng nhiều. Dạ đúng. Rồi thì bây giờ chị sẽ đi bắn trước những cái đốm nâu với tàn nhang nhé. Năng lượng thì chị sẽ chọn khoảng 0,8. Rồi mình cũng dùng chế độ turbo. Có giật mình không? Dạ lần đầu tiên. Có thấy có đau không? Dạ, hơi hơi. Cảm thấy là nó hơi hơi rát rát tí đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái đầu 10 để mà đi trẻ hóa với sáng da toàn mặt, cũng dùng tiếp tục chúng ta dùng cái đầu focus. Có đau không? Dạ nó hơi tê tê. Hơi tê tê ha. Khi làm xong em thấy nè. Em thấy là bây giờ da mặt không có còn cái cảm giác tê tê giống như cái lúc mới làm xong. Nó dễ chịu hơn. Sau khi mà làm xong mấy cô còn đắp cho em mấy mặt nạ collagen này, bôi thêm thuốc thì nó dịu rồi. Bây giờ thấy dịu da, chưa? Da rất là dịu. Dịu rồi đúng không? Dịu rồi, không có cảm giác đỏ hay là nóng gì không? Còn em còn hơi đỏ nhưng mà qua ngày hôm sau thì nó sẽ trở lại bình thường. Coi như sáng mai là em sẽ có một show bình thường thì sáng mai là có thể trang điểm được rồi. Đúng rồi. Nhưng mà em thoa kem dưỡng cho nó dày lên một chút để nó bảo vệ cái da của mình nó tốt hơn nhé. Mà bây giờ cái cảm nhận trên da của em thế nào? Em thấy hết không còn đỏ, không nóng rát gì hết. Dạ, không thấy rát, không thấy nóng, không thấy gì hết. Nói chung là nó gần như là trạng thái bình thường. Mình vừa mới đi nắng thôi một tí xíu thôi. Cảm giác là nó giống như mới đi nắng một tí thôi. Chứ không có làm cho mình bị khó chịu gì hết. Rồi, bây giờ thì em nghĩ là chắc là em sẽ đi về luôn. Được, không sao. Dạ, ok. Thấy bình thường. Dạ, bình thường ha. Dạ. Rồi, okay. Em cảm ơn bác rất là nhiều. Rồi, cảm ơn em. Em thấy là bác rất là kỹ. Bác đi từng chút, từng chi tiết một. Em cũng có làm laser nhiều rồi thì em thấy là ngày hôm nay đúng là được chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Mà cũng nhẹ nhàng đúng không? Dạ. Nhưng mà nó rất là hiệu quả. Nhẹ nhàng, không cần nghỉ dưỡng nhiều, không đau gì nhưng mà nó rất là hiệu quả. Dạ.